nhìn nè cháu, nhìn nè cháu. Đến mỗi bữa mỗi đi nước nở lần nào đi nói với chú Phong là con không có rảnh, cái nói mắc đi đám cưới. Trời đất ơi, cái bác Duy bữa hổm là cứu mạng của con đó. Dạ. Chứ nếu mà không có tiền của bác Duy thì con nay sao rồi? Không biết giờ sao không? Không biết luôn. Không có tiền, không biết sao người ta có cho mổ không. Quá mà đi gửi từ Việt Nam là đi cả buổi trời người ta cho gửi. Dạ. Cảm ơn bác Duy ở bên Mỹ và mấy cô mấy chú nhiều lắm. Rồi thấy vậy có sai không? Mình có sai về cái tình cảm của bác dành cho mình không? Sai phải xin lỗi chứ. Dạ con cũng xin lỗi bác Duy, tại vì bữa con cũng có lỡ lời con nói. Chào quý khán giả, mình Thu Quân nha. Hiện tại thì Phong Nguyễn cùng với anh Tâm, chị Ngọc đang có cả mặt ở dưới cảng Tân Tập, cần duột thuộc tỉnh Long An của anh chị. Thì trong mấy ngày vừa qua thì có sự tiếp sức của anh Duy, chạm trái tim của anh Duy một hoàn cảnh là bé Mai 14 tuổi. Anh Duy đã cứu sống được bé và bé đã được xuất viện về. Bữa nay thì lại có một cái niềm vui to lớn nữa, mà chính anh Tâm, chị Ngọc là lặn lội từ Tuốt cho Bình Dương để đi xuống để mang niềm vui của anh Duy đến với bé Mai và gia đình. Thì trước nhất thì Phong với anh Tâm, chị Ngọc sẽ như thế nào ba? Thăm mồ đang ăn. Xin chào đi. Không có gì liên quan gì. Xin chào bà con. Dạ. Dạ, xin chào bà con ạ. À. Hôm nay có duyên với mua xe quá không? Mấy hoàn cảnh là được Mạnh Thường Quân giúp đỡ mua xe. Ủa, mua xe cho ai má? Mua xe cho bé Mai đó. Hiện giờ nay mua xe cho bé Mai. Anh Duy á. Dạ. Anh Duy mua xe cho bé Mai. Rồi, ba má có chúc gì cho khán giả kênh của tụi con không? Xin chúc tất cả các khán giả của Mạnh Thường Quân kênh Phong Nguyễn được nhiều sức khỏe và làm ăn ngày càng phát triển, phát đạt, tiền vô như nước. Dạ, giờ hồi giờ sức khỏe không á ha. Má nói gì má? Nói gì đâu. Sau này má xin cảm ơn quý nhà hảo tâm, quý vị khán giả. Dạ. Lấy gì không? Đợi chút xíu nha em. Nè, đeo này vô. Chân cứng à ba, để nó vớt cái là chết con luôn ha. Thôi anh em đi. Này em vô trước với nó rồi. Rồi đi nè. Đi vô luôn ba, hết luôn ba. Chở hết không? Hết ba. Đứa nào mạnh thì chở cô với chú, đứa nào yếu chở Phong Nguyễn. Đây đó gần mà chở ấy cho nó chắc ăn. Mời ông bà cô bác cùng vô bên trong nha. Cùng tận hưởng cái niềm vui của một cô bé rất là trẻ, học rất là giỏi. Đây đây đây. Phong ơi. Dạ. Em đi cho nó chở em với nhóc này, còn anh chị đi một chiếc. Dạ, đúng rồi. Ba má một chiếc xe này chịu nổi không á? Thì đó. Không đường, đường dễ chạy không? Dễ, dễ. Hỏi nó không bảo hiểm à? Ở trong đây mà có gì đâu ơi. Đồng chứ. Chưa. Thì gì lại ra vô số đây. Từ từ thêm đợi anh chị đi. Chị vô số, vô số. Dịnh nha, dịnh nha, ôm nha. Xe sao cái đầu xỉu ở đây mà mình chạy qua đây. Nhìn nè cháu, nhìn nè cháu. Nhìn. Thôi. Đang nhìn nè. Thấy cái đầu nó quẹo qua đây mà mình chạy bên đây kỳ vậy. Ai biết luôn. Kỳ quá, nó xỉu xỉu em qua anh. Ủa nay làm gì vậy, nhà còn đám không mà thấy cao quá, cao quá trời. Đại đoàn kết hả? Đây quy hoạch hết rồi, làm khu công nghiệp rồi. Thì tới gần nhà. Đông vậy? Rồi. Như cái gì giờ ta đang ăn, đang ăn rồi chứ. Chết hồn. Quẹo luôn ba má ơi. Nhà nhà bên đây nào á? Dạ. Ủa nay làm gì quá trời bông, quá trời chuẩn bị cho ba má nè. Dướng dướng dướng. Dạ chị. Bữa nay giữ dụng đại đồng kết hả chị? Ở xã bên địa phương hả? Rồi dạ. Bé Mai ra hai mẹ con.
Dạ con cũng mở đèn lên cho sáng sáng không con? Con gắn lên đó, chờ chút. Dạ, dạ. Cha nó điện cha lên cụ thế đó. Dạ, dạ. Rồi giờ nó còn ở đây đó, chưa về dưới. Chưa nó ở Hậu Giang á. Ui, ở Hậu Giang hả con? Dạ. Cha nó ở Hậu Giang. Vậy là chắc nó biết bữa nay nó có quà lớn nên nó ở nó chào chứ gì. Nó chưa về cái gì. Dạ, chào anh ạ. Mời lên. Dạ. Con mời. Mời. Dạ, dạ. Trời ơi. Làm Phật anh. Mời sáng làm Phật đi anh. Hai Phật đi anh. Đi vòng vòng cho con chia sẻ nhà. Dạ, dạ. Đây, nhà thì cất tạm bợ thôi ông bà cô bác ơi. Đây, ở nhà, gian nhà ở phía sau. Dạ, làm cơm hả? Dạ. Chờ nó dái nó hết bệnh rồi làm ông cung cúng á. Dạ, dạ. Dạ, mới làm đó. Còn hai em này là gì? Này là anh họ của nó, con của người gì. Dạ. Dạ, ở đây đất cũng rộng dữ hả chị hả? Trời ơi, người ta đất mênh mông, cái nào đó cái vạch nó ở tuốt đây nè. Dạ. Tôi xin mà tôi cất có miếng à, mới đầu cái nhà chút xíu à. Cái từ từ á, cái cất lấn 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 về từ từ đắp kinh nè. Dạ. Bạn bè nó phụ đứa tay chứ cả chục đứa luôn. Cái đắp 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 từ từ nhà ta đập đó đó, ta dỡ đi á, gỡ từ miếng gạch động đẩy về. Cát rồi đặng đẩy về giao. Chị. Vậy là em cũng khen chị hay đó. Người ta ở dưới Kiên Giang rồi người ta mới lấn biển, còn mình đây lấn sông. Lấn sông lấn vạch. Rồi cái mấy chú cạp cạp đó. Dạ. Mấy chú móc thải về bển cho cái vạch nó qua bển thì đây lấn này. Mà đây là quy hoạch hết ha. Quy hoạch mà cái đất thì trả lại cái nhà bà trước cửa đó đó. Còn cái nhà mình hưởng không biết người ta thường được nhiêu, có mua được lại miếng đất các cái nhà ở không nữa. Giờ đất mày mất quá. Có con không cái gì đâu hưởng. Thì có mấy miếng con với cây nè. Cây với con còn mấy cây trụ này là xong rồi, đâu dạ, ra dạ. Làm gì thấy ba mỉm mỉm cười hoài quá. Ừ. Quen không? Bữa nghe nó lạc quan mà lúc nào con cũng lạc quan mà. Anh được mấy người con anh? Dạ hai đứa. Đứa nào với đứa nào? Còn thằng kia nó đi rồi. Nó đi dạ. Là bạn đó. Rồi chỉ đâu? Mà dạ. Ở nó bước thêm bước nữa nó ở bên chồng kia. Nó đi mần. Hai chồng nó thôi rồi cô. Còn là anh nuôi hai đứa nhỏ này hả? Không, ta dùng như vậy. Không có, ở với ông bà ngoại, cha nó cũng không nuôi nữa. Còn mổ người chết còn ấy. Còn như cha cũng có gia đình khác không? Mỗi bữa mỗi đi thay băng hả cô? Ủa, ở Hậu Giang anh làm gì chứ? Dạ làm vụ. Hậu Giang ở chỗ nào đó anh? Ở Dị Thủy. Trời ơi, Dị Thủy chỗ mình đi, Dị Thủy nhà nó quanh đâu đó. Nhà xã Dị Thủy không? Dạ, quỷ Dị Thủy xã Vĩnh Bình Tây. Dạ, thì cũng gần gần đó, mình đi dưới nhiều lắm. Ở dưới anh biết không nghề không? Trời ơi, sao biết. Mời cô đồ lên ngồi uống nước rồi cô. Trời ơi, tội nghiệp quá trời, cô tê đường xá xa xôi. Xuống tới đây nhà, mấy cô mới biết hoàn cảnh. Rồi vậy là bé Mai ở đây với chị luôn á hả? Thì ở hồi nhỏ lớn luôn mà. Cha, hồi đó cha mẹ nó còn, chị, cha mẹ nó còn chưa ấy nó cũng ở chung, rồi cha mẹ nó về mà cũng phụ. Bây giờ cha mẹ nó lỡ dở rồi thôi nó cũng ở tôi luôn, rồi cha mẹ người đi nơi ở hồi nhỏ lớn luôn. Ủa nay chân cầu luôn á, thấy không, tôi lấn từ từ á, xin từ miếng đất gạch của người ta cùng bị da đó để tấn cái gạch đó rồi đổ cát đổ đá. Rồi ông ngoại đâu? Ông ngoại đi xuống đầm rồi mướn cái đầm ông đó, ông bả chết, ổng ở mình con dứt đi cho mướn cũng như cho người ta 5-6 triệu một năm. Mà thấy hoàn cảnh khổ á, người ta cho mướn 2 triệu thôi, tặng ra sổ tôm cá ăn kiếm sống. Dạ. Cho dễ. Dạ. Rồi đây cô bác rồi ta biết nghèo người ta thương người ta vô hồi cho nó muốn dễ đi. Dạ. Chứ còn cho người khác thì tới 5-6 triệu luôn chú hai. Dạ. Chào anh. Ừ. Dạ. Chào chị. Dạ, dạ, dạ. Dạ, chào anh ạ. Dạ, anh cũng ở gần đây hả? Dạ, em ở gần đây nè chị. Dạ, dạ. Vâng, bà chị nè, đất của bà đó, bà cho nhà tính đó, cũng tội nghiệp. Dạ, dạ. Tội nghiệp bà đó, bà đó, có dạ. Bà mặt bà luôn. Cũng giúp đỡ ha. À, bà giúp đỡ đó. Dạ. Trời ơi. Nghiệp bà cho đất, cho nó rồi, kiếm chú ở đi. Ở nào ấy thôi, còn vui hoạch thì đó, trả đất ra bà nhà thưởng. Dạ. Cha thưởng nhiều rồi. Cho nhiều. Dạ, có mời cô.
Nên con ngồi xích xuống đây đi. Nước đi cho ai uống nước đây chú. Thôi bà con cho phép tụi em ngồi đi. Bé Mai tại vì nó bị đau chứ nó đứng cũng không được lâu. Ngồi chú. Uống nước đi cô. Dạ dạ được rồi, để tụi em tự nhiên. Mà là bố bé nó bệnh sáng con ăn uống gì chưa? Dạ, ăn cơm với gì? Đây được, đây đây đây, ngoại đi uống đi. Thôi được rồi, để ngoại nói chuyện đi. Chị nó lớn rồi. Dạ. Ăn cơm với thịt hạt thôi, ăn được mấy chén? Dạ, ăn được chén mấy. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Rồi tối con ngủ được không? Dạ, mấy bữa trước thì hơi khó ngủ nhưng mà mấy bữa nay thì con ngủ được rồi. Con đổ một hồi chán như vậy. Được, tôi nãy nấu tôi rồi cũng đổ mồ hôi nè. Tôi cũng tháo mồ hôi. Rồi con bệnh vậy là con xin nghỉ học hả? Dạ, nhà trường cho nghỉ. Rồi chừng nào mới đi học lại? Dạ, chắc hết tuần này đi học. Tại nghỉ cũng lâu. Dạ, ổn rồi mới đi học. Tại vì hôm nay nghỉ cũng mất bài nhiều. Tôi dở cho bạn chép giùm đi. Dạ đúng rồi, cô phân cho mấy bạn chép. Bạn chép giùm. Dạ. Nó cũng ham học quá. Học mà nó không bỏ mấy cô giáo thì mấy bạn nó cứ động viên nó cố gắng mấy bạn nó học gì đâu lên động viên nó sợ nó phân tâm á. Anh là hàng xóm hay bà con dòng họ trong nhà anh? Dạ. Anh là bà con chồng sớm hay bà con sớm sớm sớm. Dạ dạ. Nhà anh bên đó. Ờ nhà trong kia chị. Dạ dạ. Dạ. Là đi học xa không con? Dạ cũng hơi xa. Ở đâu nữa? Ở trên chợ chạy lên tốt trên kia xíu nữa. Trường Tân Chánh. À, lúc chiều kia nữa dạ. Mình đi vô. Dạ. Rồi con đi thường thường con đi bằng gì? Con đi học chung với bạn. Bạn rước hả? Dạ. Tội nghiệp cô quá trời, đừng xa xa xôi xuống đây thăm mấy mai, tôi mang ơn, cảm ơn nhiều. Xa gì? Trời đừng ơi. Mang ơn em, mang ơn anh Duy, quý nhà tâm ở nước ngoài kìa. Trời đừng ơi. Xa cỡ nào nữa. Trời. Dạ. Xa cỡ chị cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Cũng ủng hộ, thấy bé mai hoàn cảnh cháu thì và khổ, giúp đỡ tôi mừng. Lên lên, lên. Tôi xinh mừng. Gái mà, đẹp gái mà. Cái vấn đề tiền không ai nói nhưng mà cái quan trọng là kịp thời. Dạ. Lúc mà mình đang ngặt mình cần gấp rồi để giúp. Dạ. Mà tôi thấy không là anh Duy dạ. Anh xem là anh giúp con liền. Con nước pháo là chị Mười nãy em mới qua chị em lấy nè. Nói mấy gì? Nói chờ bà úp lạnh mới thôi đem qua kìa. Cảm ơn chị nha. Sao tốt bụng quá đãi tụi em đủ thứ mà quay hình không cho là sao? Cái tấm lòng vàng mà thấy không? Tấm lòng nghiệp bả lắm. Ở đây gì bà cũng nghe gì mấy đứa này đi học. Ủa, lâu chị, lâu. Chị bán hả? Bà bán quán đó. Bà bán quán về đãi sao có lời anh chị? Trời ơi, cần gì ta? Dạ. Bà lâu lâu nghe bà cho tụi này tiền đi học. Dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Bà lâu bà cho. Dạ. Lâu lâu cho tiền đi học. Bà thấy vậy cho đứa 100. Hai đứa 200 đi học, đi dành đi học. Thì hôm nay là tụi em được cái sự trợ duyên của anh Duy là cái bác Duy bữa hổm là cứu mạng của con đó. Dạ. Chứ nếu mà không có tiền của bác Duy thì con nay sao đâu. Rồi, không biết sao. Con không biết luôn. Không có tiền, không biết sao người ta có cho mổ không. Không có tiền cho mổ không quá con. Tại vì nói thiệt bác sĩ cũng muốn giúp mà đôi khi lực bất tòng tâm theo cái nguyên tắc. Đúng rồi. Nhưng mà chị biết không, anh Duy á, thì nhiều khi là con nếu mà ai á, có coi trên YouTube thì coi như là cả thế giới á, trong và ngoài nước đều biết cái anh đó, cái bác đó. Là bác đó là đúng ra là trải kêu bằng cái tình yêu thương là khắp đất nước Việt Nam mình luôn. Chỗ nào bác cũng em trao cái tình yêu thương hết. Nhưng mà đặc biệt nhất là con á. Dạ. Là tại vì con không có cái duyên của quý nhà hảo tâm nhiều. Dạ. Thì bác thấy vậy là bác thương, bác cho coi như là một cục luôn á, chứ không phải. Dạ. Một cục luôn đó. Rồi, rồi. Bữa nói trời ơi bác Duy hết thương con rồi không cho con buồn quá ngoại ơi, cái nó hơi thật. Rồi bác Duy cứu mạng con sống vậy được rồi, thôi cần gì rồi có con ơi đi với bạn đi. Rồi có là được cũng được mà không có cũng được con ơi.
Bây giờ mình sống rồi được rồi, mình bằng từ từ rồi coi chú nha. Bây giờ cũng cảm ơn trời ơi chú Di nhiều lắm. Em trời, tội nghiệp chú quá trời luôn. Thì bây giờ nói thì em nói á thì em cũng sợ, em sợ chị buồn. Nhưng mà sẵn chị cười chị nói luôn á. Thì thôi đây thì em cũng xin thưa với coi như tất cả cộng đồng mạng, em cũng xin thưa cho em tâm sự một chút xíu luôn. Coi như còn như tiền là chỉ gửi trả lại anh Duy, con trả lại. Thì nên bữa nay là tụi em xuống là tụi em không có gửi quà cho bé Mai. Tại vì em thấy là còn một số tiền rất là lớn mà chị là rất là tự tôn, chị gửi tiền lại anh Duy, nên tụi em phần quà có chút xíu à, nên tụi em không có dám trao, là để nhường cho hoàn cảnh khác. Đó, thì hôm nay tụi em cũng được sự trợ duyên của anh Duy là đi xuống là để mua xe cho bé Mai, là tụi em sẽ chở chị với bé Mai là đi mua xe. Thì chị nói thì em cũng xin thưa, trước khi em nói thì em cũng kính thưa bà con cô bác gần xa, nhất là quý nhà hảo tâm và tất cả bà con cộng đồng mạng. Thì em nói đây không phải là em nói để tổn thương một ai, nhưng mà theo như chị nói hồi nãy á, thì em cũng muốn tâm sự để bà con hiểu thêm một chút xíu về cái cảm giác của những người mạnh thường quân. Rồi là bà con cũng có một chút xíu để rút kinh nghiệm, để sau này những cái hoàn cảnh khó khăn là được cái sự giúp đỡ của bà con thì luôn nên trân trọng. Em nói ở đây là giống như là chị với lại bé Mai. Trời ơi. Là đúng ra là chị để cho em nói hết. Đúng ra là ngày hôm qua thì tụi em cũng có đi xuống gần đây. Rồi em nói không là ủa tại sao anh Duy cho tiền mua xe mà sao bữa nay mình không đi luôn, sẵn tiện mình đi luôn càng sớm càng tốt để cho là bé Mai vừa bệnh. Anh Duy đã cho mấy chục triệu là mổ bệnh, giờ con nghĩ đi, nếu mà không có bác Duy thì sao, con không có được cái phước cái phần của, không được cái duyên của quý nhà hảo tâm thì con sao? Có thể, em nói có thể nha. Nhiều khi không có tiền, nhiều khi xu rủ chết không chừng nữa. Không, em nói thật sự. Đúng rồi. Là con thấy là coi như là bác Duy là đã cứu sống con rồi đó. Một mạng người với chị, chứ không phải không phải nói gì chuyện đùa đâu. Một mạng người. Rồi về là chị biết không? Về là chị biết không, kêu là tụi em đi xuống mua xe cho nó đi. Là bây giờ á, là bà con cứ nghĩ đi, cứu mẫu xong về rồi lật đật là tụi em cứ điện đi, nếu mà sức khỏe nó khỏe nó đi mua xe được thì tụi em chở nó đi mua xe. Xe gì? Xe đặc điện? Dạ xe Honda đó, xe 50 đó, tại nó chưa có bằng lái. Mua cho nó chiếc xe Honda đặng chi, ảnh vừa cứu mạng người rồi vừa giúp cho nó cái tinh thần để nó mau được khỏe mạnh lành bệnh. Đó là chị thấy không, anh Duy rất là tuyệt vời nhất luôn, em nói là nhất luôn. Mà không biết nở lòng nào đi nói với chú Phong là con không có rảnh. Tại vì em nghe em cũng đơn lắm. Em thưa bà con vậy nè, em cũng hiểu cái tâm lý. Tại em ít nhiều gì em cũng có chia sẻ cái niềm vui để nên em rất là hiểu tâm lý của quý mạnh thường quân. Là nói thì chị thương, em cũng có con gái ở nước ngoài nên em rất là hiểu. Xin lỗi bà con. Là em nói thiệt chứ ở bển là cực dữ lắm chị. Không phải là em nói là kể, nhưng Việt Nam mình chứ sung sướng hơn ta. Đó, chính chị cũng xác nhận điều đó đó. Biết rồi. Là nhưng mà em nói là không phải em kể đâu nha. Nhưng mà thật sự là như vậy. Chị biết đâu phải tự nhiên đồng tiền mà mình có. Đúng rồi. Ví dụ mình làm có đi, như quý mạnh thường quân ở nước ngoài là người ta cài đêm cài ngày. Có khi anh Duy á là phải làm 2-3 chớp để chi, để có tiền lại, chẳng hạn như điển hình như hoàn cảnh của bé Mai nè, hô lên Hồng Phong quay lên ảnh coi một chút xíu là gửi về mấy chục triệu liền, cho đi mổ liền cấp tốc là cứu một mạng người liền đó. Mình phải trân trọng chứ không phải là bây giờ em xin thưa vậy nè, nói thật, ủa chúng tôi không có nợ nần gì hoàn cảnh nghèo hết, nhưng mà chẳng qua gì coi như là cái tình người rồi cái lòng nhân đạo của mấy anh mấy chị cao quá đi, rồi nhìn hoàn cảnh vậy thì không thể nào mà không cứu được. Mà nói tóm lại là coi như là tấm lòng Bồ Tát của quý nhà hậu tâm rất là lớn. Nhưng mà cái tấm lòng thật tình tôi cho nó không để cho em nói hết
rồi hỏi chị vậy chứ, điện thoại cái nói mất đi đám cưới. Trời đất ơi, ai nói đây, hai bà cháu chị đám cưới nhà cậu thôi chứ không phải đi đám. Dạ, nhưng mà em nói chị nhà cậu, nhà dạ. cậu, nhưng mà nó đâu phải ngồi bàn nó nói chuyện đâu. Em nói chị đồng ý không? Thí dụ đi bà ngoại còn thông cảm được. Thí dụ ở bà ngoại còn người lớn còn này còn kia. Em nói thí dụ nó đâu. Sợ không có bà ngoại gì nó không có đi được á. Sao không đi được? Nhỏ này lanh thấy mồ mà sao không đi được? Nói vậy đâu mới không ấy chứ thôi đâu có từ chối. Có bà ngoại cũng mới đi. Cô nói vậy nè. Nó tưởng là có tôi đi bác được. Bác Duy á lo cho con tròn do rồi. Dạ. Đó, lo cho con nó đi rồi. Đó. Giờ cô không biết đó, tưởng đâu hai bà cháu mới đi, có không có bà sao có cháu rồi, đi được rồi vậy? Em nói thật sự này nha, là thí dụ đi em nói chị đám cưới dưới quê là chị cũng biết đó, đâu phải một ngày đâu. Ừ, không phải một ngày, thí dụ em nói vậy tệ nhất là hai ngày, còn nếu mà sang nữa là ba ngày đó, cái dư âm là ăn hoài luôn. Còn mình nhỏ mình vô mình cứ ăn đám cưới, mình đi mua xe đi rồi mình ghi hình rồi cho bác Duy vui. Tại vì nói thiệt với chị em trân trọng. Ờ, nó mừng lắm chứ, tại vì nó sợ không có tôi nó đi không được nên nó mới tôi thì từ chối rồi nó ấy vậy luôn. Mà em nói thiệt chị nhiệt tình chị đó chứ, nói em nói thôi chị à. Em nói vậy nè chị đừng có buồn, tại vì em cũng nói thẳng để sau này là bà con rút kinh nghiệm. Dạ dạ. Là thí dụ cho không lẽ bây giờ anh Duy ở bển ảnh gửi tiền về ảnh không phải là cái nói đây là vấn đề tiền bạc nhưng mà cái tình cảm. Là cái tính con mà nhân hậu đó, là cái ảnh muốn giúp cái người nghèo, muốn giúp bà con nghèo là cái tình thương, cái tình người, để tình thương dân tộc, đủ thứ cái tình thương dồn lại là, tóm lại là cái tâm Phật của ảnh lớn quá đi. Đó, rồi tụi em nè, nói thật sự, tụi em đi đâu phải là một riêng hoàn cảnh, chị Phong Nguyễn cũng vậy, đi là tụi em phải sắp xếp ngày giờ, đi hoàn nay đi hoàn cảnh này, mai đi hoàn cảnh kia. Đó. Còn công việc của em đó chứ chị. Dạ, đúng rồi. Đây làm mới có tiền mới đi từ thiện chứ. Rồi sắp xếp ngày nào rồi. Em nói là này, mai kia, mốt cũng em nói thiệt chị em không phải nói là em trách chị đâu, tại em cũng không giúp chị được gì, nhưng mà ý là em cũng thương bà con nghèo, em muốn là bà con nghèo nên rút cái kinh nghiệm. Tôi quá thiệt tình thì có sao nói vậy nên nói chứ tôi sợ thì... không có nhỏ nó không sợ không có bà ngoại nó đi không được vậy nó nói nhưng vậy mà, luôn nhưng mà em nói... nó đi là nó đi được rồi. Em xin nhắc lời chị đi, mà em nói thiệt em tức dữ lắm luôn. Đúng ra đám cưới em chị phải không? Có con hả? Ừ đó thì bây giờ là không sao, cứ con cứ đi rồi có bữa nay là bé đi với Phong Nguyễn đâu được không? Phải là tôi hỏi vậy được không? Cái đó tôi cũng chị phải hướng dẫn cho em nó. Quên vụ mà nói với cháu mình hỏi coi một mình nó đi được không dạ, cái tình thương thôi rồi sự ý đó đó rồi em nói làm vậy không phải em nói chị nè, không phải một hoàn cảnh chị đây thì em cũng xin thưa luôn, có nhiều hoàn cảnh đó nha, là nói là nát Phong Nguyễn phải đính chính chứ không phải là Tâm Ngọc nói thêm cho mình đi, mình thương mình đâu mình thương tới màu luôn chứ mình đâu phải nói này nói kia. Có hoàn cảnh là em với Phong Nguyễn với anh Tâm chở 300 triệu xuống đúng không Phong? Dạ đúng. Chở 300 triệu xuống từ Bình Dương nửa đêm, em nói thiệt mô Phật chứ nói không phải kể nha bà con thương em đi, mà em nói thực tế 1 giờ 12 giờ đêm em phải dậy em nấu cơm nấu cháo cho mẹ em, lau mình lau mẩy chích thuốc rồi nấu cơm cho cái người lính của chồng em ở nhà giữ bà ngoại đó ăn cơm, chứ nó đàn ông nó đâu có biết nấu ở nhà chăm bà ngoại sao nấu cơm nấu nước. 12 giờ đêm 1 giờ đêm là em phải dậy trắng giờ có mắt rồi đó, đằng nấu thì không đằng đi má ơi đi xuống nha bỏ đi mần, tụi em chờ cả buổi trời không về. Xong em giận quá trời em mới điện em nói chị ơi sao bữa nay tụi em xuống trao tiền cho con chị mà chị đi đâu chị, tôi đi mần. Nó nói ủa chị cái vụ này là em chỉ sợ Phong Nguyễn sơ sót, em mới nói là ủa Phong Nguyễn không có báo chị ha. Xong xuôi nó có mà tôi đi tôi nghỉ mần vậy mất ngày mần của tôi. Ê, nhờ qua bển nhờ người ta tắt giùm hả đá mà không sao đâu, người ta cứ đá à, rồi xong xuôi chị đó trả lời sao chị biết không, tôi nghĩ vậy mất ngày mần của tôi, ủa còn tụi này ngày mần của tụi này đâu. Dư tình quá ha. Tụi này phải thức kêu bằng 12 giờ đêm dậy nặng lên nhà lắm của. Em nói chị á, mỗi lần em đi á nha, ở nhà em. Ở nhà em là không có người giúp việc đâu. Em dậy nè, nấu cơm nè, giặt đồ nè, phơi đồ nè, làm đủ thứ tất tần tật, xong xuôi rồi nhiệm vụ của em là em mới được đi.
sợ nó coi sao nghĩ mấy anh mấy chị đừng nên đặt cái tôi của mấy anh mấy chị cao quá. Sống người ta vì cái tình người chứ người ta đâu có nợ nần gì mấy anh mấy chị đâu. Trời. Mà sao mấy đại đừng cũng chơi sớm nói đi cũng nghe cũng chơi sớm bữa nay giờ tưởng đâu không có tôi rồi cho ngoại tôi đi không được nói vậy á. Không chỉ là tại vì chị đám cưới con chỉ là mình không có trách được dạ, còn bé này là không có gì hết rồi con cứ đi vậy á. Mà tôi cũng không biết nữa đó, tôi già vậy mà sao tôi quên vụ đó nữa, tôi không nói để cho cháu mình đi làm rồi tôi nói không đi được rồi thôi cháu tôi không đi được. Hôm qua cũng nôn lắm mà con sợ không có được đi. Quên hỏi vụ đó nữa, trời ơi tôi già bây giờ cũng dây mà bây tôi giờ quên em nói thiệt chị á nha. Quên vụ đó nữa đó. Chị không nhớ nữa đó. Chị em nói thiệt chị á, chỉ có là ông Duy. Dạ. Nói thiệt mới làm được cái điều này thôi. Dạ. Em nói thiệt nhiều khi em nói thiệt mà mô Phật nè. Em nói con nói có gì không đúng thì trời Phật cô bằng hỷ xả cho con. Nhiều khi mình nói thiệt là mình niệm Phật là mình phải coi như là nhất tâm. Mình phải là coi như là trong tâm mình á là mình thật lòng mình nhất tâm. Chị cũng thấy là thí dụ như một người bệnh, hai người bệnh giống như nhau nhưng mà người ta nhất tâm người ta niệm Phật thì Phật sẽ độ cho một người là nhất tâm là sẽ tai qua nạn khỏi là hết bệnh. Chị đồng ý không? Còn cái này cái ông Di này là ổng là Phật sống đúng luôn á, cái này vô tâm ghê luôn á mà vẫn thương vẫn giúp đó, chị thấy không? Tại vì nói thiệt nói đi cũng nói lại tại con bé này nó nhỏ quá đi chị, nó nhỏ quá đi chứ còn là cái người lớn là nói thật sự là tụi em không có đến đây đâu, coi như bỏ luôn tại vì biết bao nhiêu người mà để cần cái sự giúp đỡ của quý nhà hảo tâm. Còn lần này trời ơi chú Duy cứ bằng tận cứ bằng tận tâm tận lực luôn á, không biết mà lo cho con sao tại thương con quá trời. Nước ngoài mà đi gửi từ Việt Nam mà đi có buổi trời người ta chỗ gửi chị chứ đâu phải như mình đây bắn điện thoại đâu. Dạ. Trong nước thì người ta bắn điện thoại được. Đúng nhưng rồi. Mà gửi về Việt Nam là phải chạy đi 4-5 tiếng một con xe. Với chú gì đó cứu con đó thôi, con cũng nhỏ dại quá thôi cũng thương con đi. Mà bây giờ cô bà nói với con vậy nè. Dạ. Mình con người mình sống là mình phải biết ơn, luôn luôn biết ơn. Đúng rồi. Đó. Mình sống là mình phải nhớ là thí dụ giờ cô nói thẳng đi, giờ nó mình nói dài dòng cao quá nó cũng hiểu. Bây giờ thí dụ giờ ngoại con không có tiền đi, không ai cho bắt gì không cứu con rồi con bệnh riết rồi con chết rồi. Đó chết rồi. Mình nói thẳng vậy đi. Chết rồi. Dạ. Mày sống rồi đó ăn kẻ như kẻ trồng cây đó. Ăn trái như kẻ trồng cây. Kẻ trồng cây đó. Đồng ý con của chị Duy Duy lớn mà tạo thành mà bây giờ mình tới cái căn bệnh nó không có đồng tiền mình phải bỏ. Dạ đúng rồi cô. À đúng rồi chị nói đúng đó. Phải tại vì chị nhớ có nhiều người chết quan tại vì bệnh có đó. Dạ bệnh có chút xíu không có tiền trị. Bây giờ là hai cái vụ điểm chính là tại vì không có tiền trị á. Đúng rồi không có tiền trị. Hai nữa bây giờ cái đồng tiền biết sao người ta làm phước đó. Nó đã chịu cái tạo phước cho dạ mà đó. Em cũng xin thưa với chị dạ. Tại sao tụi em là Mạnh Thường Quân như là anh Duy mấy đúng anh rồi. Mấy chị chú Thọ nè, chị Hương Phùng nè, chị Hảo rồi. Rồi chị Tiên rồi tất cả những người nhiều dữ lắm luôn. Nhiều dữ lắm. Nhưng mà rồi, tại vì em không có kể hết. Đúng rồi. Rồi nhưng mà rồi, có cái chuyện này là quá hay trên xã hội luôn. Mà em hỏi chị nè, tại sao Mạnh Thường Quân người ta thương người ta giúp đỡ tiền bạc mà người ta không áp đặt cho hoàn cảnh, mà tại sao hoàn cảnh áp đặt ngược lại cho Mạnh Thường Quân? Nó cũng bị hơi khó khăn. Là sống là không có đúng cái đạo làm người rồi. Ừ. Chứ người ta đâu có áp đặt mình, tại sao mình áp đặt lại ta? Ừ bữa nay tôi không rảnh nè. Ủa mình chỉ nhận tiền, mình nhận cái tình thương mà mình không rảnh là sao? Mà nhờ chú rảnh là thôi. Dạ thì nó vậy sao được? Là người ta buồn lắm luôn. Em nói thiệt chị nha. Anh Duy với chị Hảo với lại mấy chị ở nước ngoài nói đúng là coi như là một gia đình, cái gì là cũng chỉ dạy cho tụi em cái điều hay lẽ phải. Nhưng mà cái này là em nói thiệt, em nhiều cái em bức xúc. Không phải là bức xúc là cho em, nhưng mà nhiều khi thường ta thường nói là một con sâu làm sầu nồi canh. Nhiều khi như vậy rồi cái Mạnh Thường Quân trùng không có giúp hoàn cảnh khác nữa thì tội nghiệp cho hoàn cảnh khác. Nên em mới là mạo muội em nói như vậy ra luôn, là không phải là ý em trách chị hay là bé nói là nhưng mà em nói là để mấy anh mấy chị là rút kinh nghiệm là dạ đúng rồi, để khỏi có ảnh hưởng dạ ảnh hưởng tới hoàn cảnh khác buồn phiền dạ. Ý là cũng như bây giờ mình nói là chung để cho cô này nói, cô đừng nói nữa đến chút một chút rồi chị nói sao dạ.
đó là mong chị cũng đừng có buồn em nha, là con cũng không có được buồn bà đó xuống không cho tôi gì mà nấu này nấu kia, không có đâu rồi. Dạ nhưng mà tại vì bữa hổm em thấy là chị rất là tự tôn nên là em không có trao quà, tại nói thì chị em cũng có xíu à, nhưng mà bà cháu cũng muốn trả tiền cái bác Duyên lại để không có biết không, tôi cũng thiệt tình nó nói ta cho tiền mình rồi dạ, đúng mình chị giờ chị cháu mình rồi còn dư tiền không chịu đưa lại nữa. Dạ dạ không không chị nói vậy là đúng, chị nói lại đúng, tôi cũng sợ vậy đó. Tôi nói mà, trời ơi mà mình còn dư tiền mình không đưa lại rồi người ta nói ta cho giúp đỡ mình giờ mà còn dư tiền không đưa lại. Em hiểu cái cảm giác chị nhưng mà em thưa với chị nghe nè, là cái chỗ bác Duy á là con không có ngại tại vì bác giúp là bác muốn giúp thật sự là cái người khổ, là thật sự là trân trọng cái đồng tiền của bác, thật sự là trân trọng cái tình cảm của bác dành cho. Hiểu cô nói không? Hiểu. Đó chứ không phải là vấn đề tiền bạc. Anh Duy là không phải vấn đề tiền bạc chị biết không? Chứ bằng làm đủ thứ á, nói thiệt với chị ha, một năm á nếu mà nói là ảnh là gửi tiền tỷ tỷ đó là về là giúp bà con, chứ không phải riêng một hoàn cảnh này đâu, có nhiều hoàn cảnh chị biết đặc biệt quá ha, là ảnh cho một hoàn cảnh đó có khi 200-300 triệu cất nhà nè, rồi cho hàng tháng 10 triệu này kia kia nọ là cho nhiều dữ lắm, nhưng mà mình sống mình phải biết trân trọng. Tại vì giống như là chú thương vậy đó, chứ không ai nợ mình gì, không ai nợ mình gì hết trơn á. Chú thương không hết mà chú đâu có gì đâu mà nợ mình là nó khỏe luôn rồi đó. Mỗi buổi mỗi anh có gì muốn dặn cháu không anh? Còn ấy nè. Thôi giờ thì đã giờ cô cũng nói quá chừng rồi. Dạ. Giờ con cũng hồi ráng dưỡng bệnh rồi. Cũng cảm ơn chú. Rồi lo học hành. Dạ. Con có số Zalo của bác Di mà phải không? Dạ đúng rồi. Thì thường thường là gọi ban ngày hả? Dạ ban đêm. Ban đêm rồi. Tối á, chiều tối á. Ban đêm Việt Nam. Ban đêm. Là con gọi từ coi như là 6-7 giờ tối. Dạ. Là lúc đó là bác đi làm rồi, tại vì ở nhà là nhiều khi bác luôn luôn với lại bác là một người trách nhiệm gia đình dữ lắm, về nhà nhiều khi bác cũng thương con cái giống như con vậy đó, lo lắng đủ điều nên nhiều khi luôn luôn không có nghe điện thoại. Là con gọi từ cho là thứ hai, cho coi như tối thứ hai của mình cho tới tối thứ sáu mình là ngưng không gọi nữa. Tại vì cái thời gian đó nó đúng ra đâu phải mà thiệt nói là em cũng thương. Thì tối thứ hai điện được, thứ sáu là không điện được. Tới tối thứ sáu là tin, nhắn tin là chừng nào chú bác cho phép là mới điện. Chứ còn không phải là mình điện lung tung, mà điện là điện với tính cách là mình người là thọ ơn, mình biết ơn, mình hỏi thăm sức khỏe, chứ đừng có điện thoại làm phiền là không được. Đừng điện thoại làm phiền. Dạ nghe con nhớ nhắc không? Dạ. Chứ nhiều người nói thiệt luôn á, điện thoại làm phiền dữ lắm là sao được, tại vì ảnh có cái thời gian phải đi làm đang kiếm tiền lo cho bà con nghèo nữa, đừng có phiền phức. Là mình trân trọng là mình điện thoại để mình nhớ ơn cái người mà cứu mạng mình á, là mình hỏi thăm bác có khỏe không, bác này kia thôi, chứ đừng làm phiền nha con. Nói vậy là con hiểu rồi, tại vì bé này nó lanh chứ không phải là nó cũng biết chuyện lắm, nó học nó biết nó biết chứ không ai ấy đâu. Bữa hổm nghe nói hết hồn mất vía luôn. Rồi không có nhắc nhở em gì đó. Dạ. Rồi nãy giờ bà nói vậy rồi con có lời nào nói với bác Duy không? Dạ nãy giờ bà nói thì con cũng hiểu. Con cũng cảm ơn bác Duy. Cảm ơn mấy chú bữa nay cũng xuống đây để nói cho con hiểu, cũng dẫn đi mua xe. Con cảm ơn bác Duy ở bên Mỹ và mấy cô mấy chú nhiều lắm. Rồi thấy vậy có sai không? Mình có sai về cái tình cảm của bác dành cho mình không? Sai phải xin lỗi chứ. Dạ con cũng xin lỗi bác Duy, tại vì bữa con cũng có lỡ lời con nói. Không phải ham chơi anh. Thôi cũng mong anh thông cảm cho bé. Dạ. Mà nói vậy thôi, tại vì mình cũng chỉ dạy cho nó, chứ còn anh là không có chấp. Em nói là thiệt có ổng mới làm được đó, chứ gặp em là em bỏ luôn rồi. Tại vì nó không cần cái sự quan tâm của ổng mà. Chứ ổng là mới làm được điều đó thôi. Bởi như nãy em nói đó. Đúng rồi. Là còn hơn nói thiệt á, Phật sống luôn á. Phật sống luôn. Không có chấp, không có gì hết mới được như vậy. Giờ nuôi tới giờ này mà bây giờ không có tiền phải bó tay. Dạ. Rồi chị có muốn lời nào nói với anh Duy không chị? Tôi cũng cảm ơn chú Duy đã hết lòng giúp cho cháu tôi bệnh mổ rồi lành bệnh vợ về rồi chú cho tiền mua xe nữa trời nó
không có lòng nào mà tả nổi. Cảm ơn chú Di nhiều, cảm ơn các chú cộng đồng mạng ủng hộ cho bà cháu tôi vậy, tôi cảm ơn nhiều, không biết nói gì hơn. Dạ, mấy giờ mấy thôi. Chú, dạ, cô. Chị nấu đi. Dạ, mấy chú mới chưa cảm ơn mấy nghiệp dạ, trái dạ. Cho con xuống đây dạ, cũng không, giúp. Không, giờ không cảm ơn nhiều. Không cho chị nấu luôn nha Phong. Dạ thì bây giờ em xin là kính thưa mấy anh kênh YouTube đi, coi như trong và ngoài nước mấy anh kênh YouTube. Thì thật sự nếu mà cái hoàn cảnh nào được mấy anh kết nối thì giống như hoàn cảnh của bé Mai đây thì cũng rất là mang ơn mấy kênh mấy anh YouTube. Nhưng mà giờ em nhắc nhở là mấy anh mấy chị hoàn cảnh nè, tại vì nói thật sự là mấy anh kênh YouTube á là mấy ảnh cái tâm mấy ảnh rất là thiện nên mấy ảnh mới lặn lội đi kiểu này, chứ trong xa xôi này nhiều khi đi đêm đi hôm đâu ai mà đi đó. Ta ở nhà ta ngủ sướng hơn, thí dụ ta không có tâm á. Nói về cái nghề, biết rằng là ai cũng có cái nghề, nhưng mà mấy anh rất là tận tụy, mấy anh rất là nhiệt huyết, coi như là đam mê cái nghề này mấy anh mới làm được. Là Tâm Ngọc rất là cảm ơn mấy anh YouTube là trong và ngoài nước, cũng nhờ được mấy anh kết nối mà bé Mai là tất cả các hoàn cảnh là được cứu kịp thời. Nhưng mà em mong mấy anh mấy chị như vậy nè, nếu như không có nhà hảo tâm thì mấy anh mấy chị kênh YouTube là cũng bó tay luôn. Nên mình lưu ý là không phải là mình phải biết ơn là quý nhà hảo tâm dạ, rồi mấy anh YouTube này chứ nhiều khi mấy ảnh mấy chị kiểu như thiệt tình á chị, dân quê thiệt tình cứ nói là mấy anh YouTube ủa không có quý nhà hảo tâm thì mấy anh kênh đúng YouTube rồi. Làm sao duy trì được không em nói thực tế luôn dạ. Thì em nói vậy đó, thì mong mấy anh kênh YouTube là em rất cảm ơn mấy anh rất là nhiều, không có mấy anh thì tụi em cũng không có cơ hội được đến đây. Nhưng mà mong mấy anh cũng thông cảm hiểu là cũng cảm ơn mấy anh là vừa cũng phải cảm ơn quý nhà hảo tâm. Đúng chứ rồi. Nếu mà không có quý Mạnh Thường Quân thì mấy anh cũng không có duy trì được lâu. Dạ, em xin cảm ơn với xin mấy anh YouTube là có gì mấy anh thông cảm cho em nha. Được nhiều sức khỏe đi. Dạ dạ. Làm cho tiếng. Dạ, rồi chúc mấy anh kênh YouTube là nhiều sức khỏe là giúp được bà con nhiều qua nữa. Khó khăn cảm ơn mấy anh rất là nhiều. Quá khó khăn đó. Thôi được mong anh nó hết trơn rồi. Để đi mua xe con. Dạ. Dạ. Rồi cô đi đâu ta? Từng vậy xe ở đâu? Vậy dạ, cô vậy bồng nó đi tôi khỏi đi ơi. Dạ. Không bây giờ vậy nè, theo sở thích của nó đi chứ bà ngoại đâu có chạy đâu. Đâu chạy theo đâu, làm gì? Chạy làm gì? Thì bây giờ là bữa không ấy đâu. Bây giờ là ông chú ông cậu nào đi theo đi. Cho một cái em trai này đi theo, em chở đi luôn, lát cái xe mới đó chở nó về. Dạ. Dạ em nào đó. Hai cái nón bảo hiểm đi. Đem hờ đi trước lát xe nó có nặng á. Cô lên xe mà mấy cô mấy chú đi chở. Đưa nó chở tại đường xa rồi chạy. Nó đang bệnh mà. Để nó về nó chở. Nhưng mà hồi đó giờ con chạy được rồi đúng không? Dạ đúng rồi, tại con đi với bạn hai đứa cũng thay thế nhau dạ. Chở đó. Xe 50 hả? Dạ, xe 50. Dạ. Dạ. 50 là 50 cái gì? Dạ. 50 là cả năm quá. Quay ở đâu? Ở chợ này không biết có bán không, không biết nữa. Con ra năm mà chợ ruột á. Gì? Chợ ruột cho ngã năm á. Con biết chỗ bán không? Biết dạ. Con, chỗ nào bán xe? Biết ngay á, con chỉ biết ngay chỗ ngã năm là có cái tiệm bán xe. Lớn không? Vậy là ừ đó, vậy đó. Đó là cho mình về mình luôn á. Ừ. Nó biết rồi. Không? Trời ơi. Nó lạnh mà, bé này lạnh mà. Chạy chợ ruột mình á. Chị. Trên đường đây nè. Với lại em nói chị vậy nè, chị cũng yên tâm đi, đừng có rầu lo. Con bé này là nó lanh lợi, nó hiểu chuyện. Dạ. Chứ không phải là chỉ có cái là mê ăn đám cưới thôi. Chứ hiểu chuyện, rất là hiểu chuyện. Nha con. Nhà nó nè. Cứ mình cứ lưu trong đầu là sống là phải biết ơn. Dạ. Đó, bà ngoại nuôi nắng mình nè. Đó, mình phải biết ơn chú Di rồi. Ừ, dạ. Mình sống biết ơn là được. Dạ. Rồi dạ. Vậy thôi mình đi. Dạ, cảm ơn mấy chú. Dạ. Mấy cô nhiều. Dạ. Em còn 10 tờ giúp em. Ông ngoại về. Nãy nay sao vô mánh rồi có mua giấy số không nè. Thì còn có 10 tờ. Ông người ta mua chị luôn cho bà chú không ơi, người dùng miếng nước. Được rồi. Dạ thôi uống đi con. Để con làm con. Mới quấn chai không á? Chai đâu. Không có làm chai hả? Con dẹp cổ chị đem qua. Lấy nó. Đang cố gắng lên nha, đừng làm cho cô bác buồn. Dạ với bác gì cho con. Bác rất là thương con. Có lấy cái này ừ. Cố gắng lên.
giờ phải đem hai đứa nó ngồi ấy cho con nghe em chút phần cô chở rồi chút phần thầy đang rễ đại đồng quốc nè rồi. Trời hơi sức khoát quá. Đi con. Dạ, dạ. Tìm người thân. Một mạnh thường quân trong suốt bao năm qua đã giúp đỡ và hỗ trợ cho bà con nghèo, bà con khó khăn, bà con bệnh tật, và thậm chí xây nhà làm đường cấp học bổng cho học sinh nghèo ở Việt Nam. Và còn rất là nhiều những hành động ngược kỳ cao đẹp của anh dành cho bà con nghèo ở Việt Nam. Và trong những năm tháng mà anh sống ở Mỹ, anh có một ước mơ, anh có một hoài bão là một ngày nào đó anh sẽ tìm lại được người mẹ yêu dấu của mình. Theo những gì mà anh chia sẻ, ba anh tên là Nguyễn Duy Quang. Trước đó ông làm thông dịch viên cho Mỹ, ông sinh ở Tu Tị. Đến thời điểm này, ông cũng đã khoảng ngoài 80. Còn mẹ của anh á, là vợ nhỏ của ba anh. Trong những năm 1968, khi mà anh ra đời, mẹ anh sống ở trong khu Bình Lập ở Long An, gần nhà bác cũ của tỉnh Long An hiện tại bây giờ. Mẹ anh sống trong cái cư xá Bình Lập đó. Trong cư xá thì có hai tầng. Cha anh là người con thứ tư trong gia đình, còn cô Nam Anh là cô giáo. Trong những năm mà người mẹ ruột của anh sống trong cư xá Bình Lập, thì người mẹ lớn của anh đã đến trò chuyện với người mẹ ruột của anh hai lần. Sau đó người mẹ ruột của anh đã bỏ rơi anh. Sau khi người mẹ ruột bỏ rơi anh thì anh được người mẹ lớn cũng như là bà ngoại, tức là người mẹ của người mẹ lớn, đã chăm sóc anh và nuôi nấng anh thành người. Sau những năm tháng anh sống ở Mỹ, anh có một ước mơ, anh có một hoài bão là một ngày nào đó sẽ tìm được lại người mẹ ruột thân yêu của mình. Và hình ảnh trước ống kính của toàn thể ông bà cô bác đây, đó chính là ông Nguyễn Duy Quang, là ba ruột của anh. Ai có thông tin gì về gia đình, về người mẹ của anh thì xin hãy liên hệ qua số điện thoại trước ống kính của toàn thể ông bà cô bác. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.